Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài giới hạn của hàm số. Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu đến khái niệm của giới hạn của hàm số hữu hạn. Thế bây giờ hôm nay chúng ta sẽ thêm một cái khái niệm mới nữa gọi là giới hạn vô cực của hàm số. Thế thì trước tiên để chúng ta xét một số những khái niệm của hàm số, khái niệm về giới hạn vô hạn của hàm số như thế nào. Sau đó thì thầy sẽ trình bày cho các em một số những cái giới hạn đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý. Trước hết chúng ta tìm hiểu xem khái niệm giới hạn vô cực của hàm số là gì. Giống như bài học trước, trước hết chúng ta xem y là một cái khoảng mở chứa cái điểm x0. Thế hàm số f là hàm số xác định trên y, hoặc là f không xác định tại x0 cũng được. Tức là xác định trên y bỏ đi x0 cũng được. Thế bây giờ người ta gọi hàm số f có giới hạn là, trong bài học trước thì chúng ta xét những giới hạn của hàm số là hữu hạn, tức là nó là một số cụ thể nào đó. Thế ngày hôm nay thì thầy giới thiệu cho các em giới hạn vô cực của hàm số, tức là hàm số f có giới hạn là cộng vô cực chẳng hạn vậy, khi x tiến tới x0. Thế thì trong cái khái niệm này người ta định nghĩa như sau. Bài học trước thì chúng ta sử dụng cái khái niệm epsilon delta. Thế bây giờ ở đây thì chúng ta thường ký hiệu thay cái epsilon bằng cái chữ a lớn, nghĩa là với mọi a lớn lớn hơn không thì tồn tại một cái số thực delta dương, sao cho x của chúng ta thuộc vào cái khoảng xác định y đó, và trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta và dương. Nhỏ hơn delta nghĩa là x của nó thuộc vào cái lân cận của điểm x0, và dương nghĩa là x khác x0. Thì với cái giả thiết này mà nếu chúng ta kéo theo được fx của chúng ta lớn hơn cái a dương tùy ý này thì khi đó ta kết luận rằng hàm số f có giới hạn là cộng vô cực tại x0, và chúng ta được ký hiệu như sau: lim của fx khi x tiến về x0 bằng cộng vô cực. Và đây chính là cái định nghĩa của cái ký hiệu lim fx khi x tiến tới x0 bằng cộng vô cực. Thế bây giờ nếu trong cái định nghĩa này chúng ta thay đổi một chỗ nhỏ một tí thôi, vậy thì vấn đề đặt ra của chúng ta là nếu hàm số f có giới hạn là thay vì cộng vô cực mà thì bây giờ phải thay nó là trừ vô cực, thì cái định nghĩa này nó thay đổi như thế nào? Nó chỉ cần thay đổi cái chỗ này thôi các em. Cũng với giả thiết với mọi a dương tồn tại một số delta dương, sao cho x thuộc y và trị tuyệt đối x trừ x0 nhỏ hơn delta và dương, thay chỗ đổi chỗ này thì khi đó fx của chúng ta nếu nhỏ hơn trừ a này thì khi đó ta gọi f là hàm số có giới hạn là trừ vô cực tại x0. Và lúc này thì đương nhiên thay cái cộng vô cực này là trừ vô cực. Thế thì đây là cái định nghĩa, đây là cái khái niệm giới hạn vô cực của hàm số. Nó khác một chút so với khái niệm giới hạn hữu hạn của hàm số của tuần trước. Thế bây giờ chúng ta thử xem một ví dụ của thầy trình bày ứng dụng cái định nghĩa này như thế nào để chúng ta thấy được vấn đề, cái cách thức chọn cái delta như thế nào, giống như là cái bài học trước thôi. Thế thì chúng ta quan sát ví dụ của chúng ta như sau. Thầy cho cái hàm số fx bằng 1 chia x bình phương, chứng minh rằng lim của fx khi x tiến đến 0 bằng cộng vô cực. Theo đúng định nghĩa vừa rồi chúng ta mới xét, chúng ta cho a là một số dương tùy ý đủ lớn, và luôn luôn ta chọn được một cái số thực delta nào đó. Và cái khó của chúng ta là đi chọn cái delta này. Ở trong bài học trước thì chúng ta biết rằng cái delta này của chúng ta nó sẽ phụ thuộc vào a lớn, bởi vì cái chữ tồn tại nó đứng đằng sau cái chữ a, chứ với mọi, cho nên là cái delta của chúng ta nó phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta chọn a đó. Rồi sao cho trị tuyệt đối của x trừ 0, tức là trị tuyệt đối của x nhỏ hơn delta lớn hơn 0, là từ đây mà chúng ta chứng minh được rằng fx của chúng ta lớn hơn a, thì khi đó ta chứng minh được lim của fx khi x tiến đến 0 bằng cộng vô cực.
Ở trong bài toán mà chứng minh bằng định nghĩa như trên màn hình của chúng ta theo dõi, thì cái khó khăn của chúng ta là đi chọn cái delta như thế nào để nó phù hợp với cái khái niệm của chúng ta. Chúng ta quan sát phải làm nhát như sau. Thế bây giờ cái điều mà chúng ta phải chứng minh đó là fx lớn hơn a. Thầy đem cái điều phải chứng minh này ra ngoài. Vậy thì cái điều fx lớn hơn a này chúng ta tương đương với điều gì? Giả thiết cho fx của chúng ta là 1 chia x bình phương, thầy đem xuống. Vậy 1 chia x bình phương lớn hơn a. Và ta quan sát ở đây, ta cần có trị tuyệt đối của x nhỏ hơn delta. Do vậy mà một cách tự nhiên chúng ta sẽ chuẩn bị đưa nó về cái trị tuyệt đối của x bằng cách ta nghịch đảo lên. Chúng ta quan sát vế trái là số dương, vế phải cũng dương đây để thiết cho a dương. Như vậy khi đó ta nghịch đảo lên thì bất đẳng thức của chúng ta sẽ đổi chiều, đang lớn hơn sẽ đổi thành nhỏ hơn. Nghĩa là 1 chia x bình phương nghịch đảo lên ta được là x bình phương, dấu lớn hơn thành nhỏ hơn. Nghịch đảo của a ta có 1 trên a. Và để đạt được cái trị tuyệt đối của x nhỏ hơn delta này thì một cách tự nhiên nữa đó là cái việc chúng ta lấy căn hai vế. Thế thì căn của x bình phương đó là trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1 chia cho căn a. Và chúng ta quan sát đây. Vậy thì nếu mà ta chọn cái delta này của chúng ta là 1 chia căn a. Nếu delta là 1 chia căn a thì trị tuyệt đối của x mà nhỏ hơn delta thì ta suy ngược trở lại được fx lớn hơn a, tức là ta suy ngược trở lại fx lớn hơn a. Do vậy nếu mà ta chọn cái giá trị delta của chúng ta là 1 chia căn a thì với trị tuyệt đối của x nhỏ hơn a và đương nhiên dương thì khi đó ta kéo theo ngược trở lại được fx lớn hơn a. Và đây chính là điều mà chúng ta phải chứng minh. Thì thầy vừa mới giải quyết cho các em một cái ví dụ để làm sáng tỏ cái khái niệm giới hạn vô cực của hàm số như thế nào. Thế thì cái cách làm của nó, cũng cái cách nghĩ của nó cũng hoàn toàn giống với cái cách nghĩ của giới hạn hữu hạn của tuần trước. Cái khó của chúng ta là đi chọn delta. Nếu giới hạn hữu hạn thì ta thường sử dụng cái khái niệm là với mọi epsilon. Và khi đó thì cái delta của chúng ta được chọn phụ thuộc vào epsilon. Còn nếu giới hạn vô cực của hàm số thì thường chúng ta ký hiệu nó là với mọi a dương, tức là ta cho a dương tùy ý. Và ta cái khó đi chọn cái delta đó như thế nào để nó có được x thuộc vào cái lân cận của x0 thì fx lớn hơn a. Là đại khái như vậy. Và đương nhiên cái epsilon của chúng ta nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái a mà chúng ta cho tùy ý ở đâu. Thế bây giờ chúng ta có thêm một số những khái niệm liên quan đến giới hạn vô cực của hàm số nữa. Chúng ta trở lại cái định nghĩa vừa rồi chúng ta mới xem. Đó là giới hạn của hàm số f tại x0 bằng cộng vô cực. Đó là với mọi a dương có một số delta dương sao cho x thuộc y. Y là khoảng mở chứa x0 và trị tuyệt đối của x chữ x0 nhỏ hơn delta lớn hơn không thì kéo theo được fx của chúng ta lớn hơn a. Thầy nhắc lại nhanh như vậy. Trước tiên là cũng giống như bài học trước, thầy muốn nhắc lại cho các em cái khái niệm, cái ký hiệu này nghĩa là gì. Thế bây giờ ta có một cái trục số và một điểm x0. Thế thì thầy xét trong một cái lân cận của điểm x0, đây là x0 trừ delta và đây là x0 cộng delta. Khi x của chúng ta di chuyển trong cái khoảng này thì đây là cái ký hiệu của cái trị tuyệt đối của x trừ x0 nhỏ hơn delta lớn hơn không. Đây là x chúng ta di chuyển như thế này và x không bằng x0. Thế thì bây giờ nếu như x của chúng ta chỉ di chuyển trên nửa khoảng bên trái, nghĩa là thầy bôi cái nửa khoảng bên phải, thầy thu hẹp cái lân cận nó lại và x lúc này chỉ di chuyển ở nửa khoảng bên trái thôi, thì khi đó ta diễn tả cái điều này như sau. Ta thay cái trị tuyệt đối của x trừ x0 này bằng ký hiệu x0 trừ x để chỉ ra rằng x của chúng ta chỉ thuộc vào nửa khoảng bên trái của cái lân cận x0. Thì lúc đó nới với cái ký hiệu này thì chúng ta có thêm cái khái niệm nữa gọi là giới hạn bên trái tại x0 và được ký hiệu ở đây là dấu trừ. Thế bây giờ nếu như thầy thay đổi một chút thôi
đó là thay vì fx lớn hơn a thì bây giờ thầy đổi lại thành fx nhỏ hơn trừ a, thì khi đó ta có khái niệm giới hạn bên trái tại x0 bằng trừ vô cực, thay cái cộng vô cực này thành cái trừ vô cực đó. Thì chúng ta có thêm một cái khái niệm nữa là giới hạn một bên giống như cái hữu hạn. Thế một cách tương tự chúng ta cũng có thêm một cái khái niệm nữa như sau. Nếu bây giờ nếu x của chúng ta nó thuộc vào cái lân cận bên phải tại điểm x0 này, thế thì lúc đó ta thay cái ký hiệu trị tuyệt đối của x trừ x0 này bằng x trừ x0 nhỏ hơn delta và lớn hơn không. Đó. Thì lúc đó chúng ta có cái khái niệm gọi là giới hạn bên phải tại x0 và được ký hiệu là x tiến tới x0 cộng bằng cộng vô cực với cái định nghĩa này. Bây giờ cũng tương tự, chúng ta thay đổi một chút, thay vì fx lớn hơn a, chúng ta cho fx nhỏ hơn trừ a, thì khi đó ta có được giới hạn bên phải tại x0 nó bằng trừ vô cực ở đây. Chúng ta vừa mới xem xét hai cái khái niệm giới hạn phải và giới hạn trái tại x0 thuộc loại giới hạn vô cực của hàm số. Nó cái khái niệm này nó cũng tựa tựa như cái khái niệm bên phải giới hạn bên trái đối với hàm số hữu hạn. Bây giờ chúng ta xem tiếp thêm hai cái khái niệm nữa của cái giới hạn vô cực của hàm số. Đó là thành lại nhắc lại cái khái niệm lim của fx khi x tiến đến x0 bằng cộng vô cực. Nhưng bây giờ nếu thầy thay cái khoảng mở y này bằng cái khoảng mở từ a đến cộng vô cực và x thuộc khoảng từ a đến cộng vô cực thì đương nhiên x của chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để tiến tới cộng vô cực. Thầy bôi cái x0 đi, thầy thay nó bằng cộng vô cực. Như vậy thì cái định nghĩa này là gì? Nó cũng tựa như vậy. Với mọi a dương, thay vì chúng ta chọn một cái số delta dương thì theo thói quen chúng ta sẽ sử dụng cái delta thay bằng chữ b và thay chữ bằng chữ b. Và để diễn tả được cái điều x tiến ra cộng vô cực, tức là x không tiến về x0 như cái khái niệm ban đầu, thì ở đây để diễn tả được cái khái niệm x lớn, x tiến về cộng vô cực, thì ở đây cái b này là dương và ta sẽ cho x lớn hơn cái b để diễn tả được cái ý x tiến tới cộng vô cực. Và để diễn tả được cái fx của chúng ta lúc này nó tiến về cộng vô cực thì đương nhiên fx của chúng ta cũng phải lớn hơn cái số a tùy ý ban đầu của chúng ta. Thì đây là cái định nghĩa lim của fx khi x tiến đến cộng vô cực bằng cộng vô cực. Thế bây giờ nếu chúng ta thay đổi một chút nữa, thay vì lớn hơn a, fx lớn hơn a, thầy thay rằng fx nhỏ hơn trừ a, thì khi đó lim của fx khi x tiến đến cộng vô cực nó bằng trừ vô cực. Các em chú ý một chút các em, để diễn tả cái ý x tiến tới cộng vô cực thì chúng ta diễn tả đó bằng cái ký hiệu, bằng cái khái niệm là x lớn hơn a, bằng cái điều kiện x lớn hơn b, bằng điều kiện x lớn b với b là số dương. B này chắc chắn nó cũng sẽ phụ thuộc vào a của chúng ta thôi. Rồi bây giờ một cách tương tự như vậy, nếu như chúng ta thay cái khoảng y này của chúng ta bằng cái khoảng trừ vô cực đến a, thì x của chúng ta thuộc y thì x này hoàn toàn có đủ khả năng để tiến đến trừ vô cực. Vậy thì cũng giống như vừa rồi, theo thói quen chúng ta không sử dụng delta mà chúng ta sẽ sử dụng một ký hiệu mới, đó là tồn tại một cái số thực b dương. Sao cho x thuộc vào khoảng từ trừ vô cực đến a. Thế thì để diễn tả được cái khái niệm x lớn, x tiến về trừ vô cực đó, thì ở đây ta sẽ sử dụng cái điều kiện đó là x của chúng ta phải nhỏ hơn trừ b. B là số dương thì đương nhiên trừ b là số âm, x nhỏ hơn hẳn trừ b. Và kéo theo fx lớn hơn a để diễn tả fx tiến ra cộng vô cực, a là số dương. Bây giờ nếu chúng ta thay đổi một chút điều kiện, fx
nhỏ hơn trừ a, tức là fx rất bé với a dương đủ lớn tùy ý, mà fx nhỏ hơn trừ a thì đương nhiên fx này của chúng ta nó sẽ tiến về trừ vô cực, nghĩa là ta thay cái cộng vô cực này thành trừ vô cực. Thế thì đây là vừa rồi thầy có giới thiệu cho các em một số những cái khái niệm liên quan đến giới hạn vô cực của hàm số. Thầy giới thiệu các em vô cực hàm số tại x0, thầy giới thiệu cho các em giới hạn phải và giới hạn trái tại x0, rồi sau đó thầy giới thiệu cho các em không phải khi x tiến đến x0 nữa, mà có khả năng x tiến đến cộng vô cực hoặc x tiến đến trừ vô cực. Đó là tất cả những cái khái niệm cơ bản nhất về cái phần giới hạn, cả cái trường giới hạn, cái định nghĩa của nó là như thế. Nhưng mà ở đây thì thầy chỉ muốn dừng lại ở một cái chuyện giới thiệu khái niệm để chúng ta thấy lại được, củng cố lại được những cái kiến thức rất căn bản của cái môn toán học cao cấp. Thế thì thầy còn sau cái phần còn lại thì thầy không muốn đào sâu thêm cho các em về cái phần đó nữa. Thầy muốn giới thiệu cho các em cái phần thực tập là chủ yếu. Chúng ta sẽ theo dõi một số những mệnh đề sau đây. Mệnh đề thứ nhất, nếu như hàm số f của chúng ta tiến về 0 khi x tiến tới x0, và xin lưu ý với các em, x0 này của chúng ta có thể hữu hạn và cũng có thể vô hạn. Tức là x0 là một số cũng được, hoặc x0 của chúng ta là cộng trừ vô cực thì cũng được. Thế từ đây ta kéo theo được, vậy thì 1 chia cho trị tuyệt đối của fx sẽ tiến về cộng vô cực khi x tiến đến x0. Cái mệnh đề này thì nhiều khi rồi thì chúng ta cứ đinh ninh là đây nó phải, đây không biết là nó có phải là cái dạng vô định của hàm số hay không, hoặc là chúng ta tính trực tiếp được hay không. Thì thầy sẽ giới thiệu cho các em 7 cái mệnh đề để thông qua đó chúng ta nhận ra được đâu là dạng vô định và đâu không phải là dạng vô định. Thế thì cái mệnh đề 1 này để giúp cho chúng ta dễ nhớ thì thầy sẽ ký hiệu như sau. Đây là vấn đề là chúng ta cho dễ thuộc thôi, cho dễ nhớ thôi, chứ còn về mặt ký hiệu như vậy là thầy cho rằng không chính xác. Nhưng mà ngược lại thì nó giúp cho chúng ta dễ nhớ vấn đề hơn. Đó là chúng ta cứ tưởng tượng như thế này, 1 chia cho 0 thì nó ra được cho chúng ta là vô cực. Bây giờ chúng ta quan sát cái ví dụ của cái mệnh đề 1 này, thầy cho như thế này. Chẳng hạn như chúng ta phải đi tìm giới hạn của cái hàm số sau đây. 1 chia cho x cộng 2 nhân cho x trừ 3 khi x tiến tới. Thầy sẽ cho một loạt những cái ví dụ sau đây. Ví dụ thầy cho x tiến đến bên phải của cái số 3, tức là tiến đến 3 cộng. Thế thì khi x tiến đến 3 cộng thì chúng ta thấy rằng x cộng 2 sẽ tiến đến số 5, 3 cộng 2 là 5. Và x tiến đến 3 cộng tức là bên phải của số 3, do vậy mà x của chúng ta là số lớn hơn 3 và tiến về 3. Do vậy mà x trừ 3 sẽ tiến về bên phải của số 0, tức là x trừ 3 là dương và tiến về 0, cho nên x trừ 3 tiến về 0 cộng. Thầy ký hiệu 0 cộng tức là nó tiến về 0, về bên phải của số 0. Như vậy thì tổng kết lại chúng ta thấy rằng cái mẫu số của chúng ta nó sẽ tiến về 0 cộng, bởi vì 5 là số dương, rồi 0 cộng tiến là số dương, thì đương nhiên khi chúng ta làm phép toán nhân nó sẽ tiến về 0 cộng. Vậy thì 1 chia cho 0 cộng thì nó sẽ ra vô cực. Và ở đây là cộng hay trừ vô cực thì rõ ràng cộng vô cực, bởi vì mẫu số dương, tử số là 1 cũng dương. Như vậy áp dụng công thức bên này ta có ra được là cộng vô cực. Thế bây giờ thầy thay đổi một chút. Thay vì thầy cho x tiến đến 3 cộng thì bây giờ thầy cho x tiến đến 3 trừ, nghĩa là tiến về bên trái của số 3.
Thế thì khi đó x cộng 2 của chúng ta vẫn tiếp tục tiến về số 5. Khi x tiến đến 3 trừ, tức là x nhỏ hơn 3 và tiến về 3, thì có nghĩa là x trừ 3 lúc này là số âm và tiến về 0, và thành ký hiệu đó là 0 trừ, tiến về bên trái của số 0. Do vậy mà mẫu số của chúng ta 5 dương tiến về 0 trừ, tức là âm và tiến về 0. Do vậy cả mẫu số của chúng ta lúc này tiến về 0 cộng, 0 trừ. Vậy thì 1 chia cho 0 trừ là số âm, thì nó sẽ tiến về ai các em? Nó sẽ tiến về trừ vô cực. Đó. Bây giờ ta thử thêm một số những ví dụ nhỏ nhỏ thử xem nhé. Thay vì thầy cho tiến đến 3 trừ, thì bây giờ chẳng hạn thầy cho tiến đến bên tay phải của số trừ 2. X tiến về trừ 2 cộng nghĩa là x lớn hơn trừ 2 và tiến về trừ 2. Do vậy mà x cộng 2 này của chúng ta sẽ là số dương và tiến về 0 cộng. Mặt khác, x tiến đến trừ 2 về bên phải thì x trừ 3 sẽ tiến về số trừ 5. Trừ 2, trừ 3 nữa là trừ 5. Thế thì trừ 5 là số âm. Rồi nhân cho, tưởng tượng trong đầu giống như chúng ta làm việc trên số thực, nhân cho 0 cộng thì đương nhiên nó phải ra là 0 trừ. Dương nhân âm thì đương nhiên ra âm. Và 1 chia cho 0 trừ thì đương nhiên cũng ra trừ vô cực. Đó, thấy chưa? Vậy thì bây giờ thầy lại tiếp tục thay đổi một chút nữa. Khi x tiến đến bên tay trái của số trừ 2, có nghĩa là x nhỏ hơn trừ 2 và tiến về trừ 2, thì khi đó x cộng 2 của chúng ta là số âm và tiến về số 0, nghĩa là tiến về 0 trừ. Rồi 0 trừ mà nhân cho trừ 5 thì đương nhiên tiến về 0 cộng, trừ nhân với trừ thành cộng. Mà 1 chia cho 0 cộng thì đương nhiên nó tiến ra cộng. À, như vậy thì với cái ký hiệu một cách tổng quát, 1 chia 0 bằng vô cực này, thì chúng ta phải phân định cho rõ số 0 này của chúng ta là tiến về bên trái số 0 hay tiến về bên phải của số 0, để khi đó ta mới xác định được cái vô cực này của chúng ta là cộng vô cực hay là trừ vô cực, để bài toán của chúng ta trở thành chính xác. Chúng ta xem tiếp đến mệnh đề số 2. Bây giờ thầy cho hàm số f của chúng ta nó tiến về cộng vô cực khi x tiến đến x0, và gx của chúng ta tiến về cũng cộng vô cực khi x tiến đến x0. Thế thì từ đây ta suy ra cái hàm số f cộng g sẽ tiến về cộng vô cực. Và để cho dễ nhớ thì chúng ta có cái sơ đồ như sau. Đó là cộng vô cực cộng cho cộng vô cực thì sẽ ra được là cộng vô cực. Đó. À, như vậy thì ở đây trong thực tế đó, thì chúng ta thấy rằng có thể linh hoạt hơn một chút. Chúng ta sử dụng cái mệnh đề 2 này linh hoạt hơn một chút. Thay không, cái không nhất thiết là phải cứng nhắc. Không là cộng vô cực rồi cộng cho cộng vô cực bằng cộng vô cực đâu. Chúng ta có thể thay đổi cái cộng vô cực này thành trừ vô cực hay là cái gì đó, và chúng ta cứ tưởng tượng một chút thì chúng ta thấy được vấn đề này. Bằng cách thầy cho một cái ví dụ sau đây để chúng ta thấy rõ được cái điều thầy vừa mới nói. Chẳng hạn như bây giờ thầy cho lim của 1 chia cho 1 trừ x cộng cho 1 chia cho 1 trừ x lũy thứ 3, và thầy xét khi x tiến đến bên tay trái của số 1. Vậy thì ta áp dụng cái mệnh đề 2 này như thế nào nhé. Khi x tiến đến 1 trừ, tức là tiến về bên tay trái của số 1, tức là x nhỏ hơn 1 và tiến về số 1. Thế thì x nhỏ hơn 1, do vậy mà 1 trừ x của chúng ta là số dương và tiến về 0 cộng. Mà mẫu số tiến về 0 cộng như mệnh đề số 1 vừa rồi chúng ta mới bàn với nhau, thì 1 mà chia cho 0 cộng nó sẽ ra được cho chúng ta là gì? Là cộng vô cực. Một cách tương tự như vậy, với giá trị x của chúng ta nhỏ hơn 1
thì 1 trừ cho x lũy thừa 3 là số dương và tiến về 0 cộng. Do thế mà 1 chia cho 0 cộng nó cũng tiến về cộng vô cực. Và đây là dấu cộng. Thế thì cộng vô cực cộng cho cộng vô cực thì đương nhiên áp dụng mệnh đề 2 cho ta được cái giới hạn này là cộng vô cực. Thế bây giờ nếu như thầy thay cái dấu cộng này thành cái dấu trừ thì ở đây ta có được cái kết quả là cộng vô cực trừ cho cộng vô cực. Vậy thì giới hạn của chúng ta bằng bao nhiêu? Thì câu trả lời với các em là đến đây chúng ta không có kết quả, không có kết luận được điều gì cả. Chúng ta không kết luận được rằng cái giới hạn này có tồn tại hay không tồn tại. Và nếu tồn tại thì bằng bao nhiêu? Chúng ta hoàn toàn không có kết luận được cái điều gì cả. Và cái chuyện để đi kết luận được cái điều này thì thầy sẽ trình bày cho các em ở bài học sau. Bài học này thầy chỉ muốn dừng lại ở những cái mệnh đề mà thầy giải thích cặn kẽ để chúng ta nắm được khi nào là rơi vào dạng vô định, khi nào không phải là dạng vô định. Ví dụ như ở đây cộng vô cực trừ cho cộng vô cực, đấy là dạng vô định mà bài học sau chúng ta sẽ có dịp để bàn tới nó sau. Bây giờ nếu như thầy lại thay đổi tiếp, 1 trừ x lũy thừa 3, thầy thế nó là x lũy thừa 3 trừ 1. Vậy chúng ta xem thử. Vậy khi x tiến đến 1 trừ thì x nhỏ hơn trừ 1. Cho nên x lũy thừa 3 trừ 1 là số âm. Mà số âm cho nên mà tiến về 0 nữa, cho nên 1 chia x lũy thừa 3 trừ 1 khi đó tiến về trừ vô cực. Và chúng ta hãy tưởng tượng cùng với thầy. Cộng vô cực mà trừ cho trừ vô cực thì các em cứ hình dung rằng dấu trừ này ta đưa ra với dấu trừ này nửa thành dấu cộng và trong này thành cộng vô cực. À, như vậy thì cộng vô cực trừ cho trừ vô cực chẳng qua nó cũng đóng vai trò là cộng vô cực cộng cho cộng vô cực. Và giới hạn này của chúng ta cũng bằng cộng vô cực. Đã. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta có thể linh hoạt như sau. Thầy thay dấu cộng bằng dấu trừ. Thầy thay cộng vô cực này thành trừ vô cực. Và chúng ta cũng có thêm một cái mệnh đề nữa là cộng vô cực trừ cho trừ vô cực cũng tiến ra cộng vô cực. Và đây cũng không phải là dạng vô định của hàm số. Chúng ta tính trực tiếp được luôn. Thế thì còn mệnh đề số 3 thì nó cũng tựa tựa như cái mệnh đề số 2. Thầy cũng muốn nói thêm một chút mà thầy đặt ký hiệu là mệnh đề 3 thì thật sự ra nó cũng mang hình ảnh của mệnh đề số 2 thôi. Đó là nếu mà thầy cho fx của chúng ta tiến về trừ vô cực khi x tiến đến x0 và đồng thời gx cũng tiến về trừ vô cực khi x tiến về x0. Vậy thì chúng ta có fx cộng cho gx cũng tiến về trừ vô cực khi x tiến đến x0. Thật sự ra mệnh đề 3 nó cũng là mệnh đề 2 thôi. Và để cho dễ nhớ chúng ta có cái sơ đồ sau đây. Trừ vô cực cộng cho trừ vô cực đương nhiên là trừ vô cực rồi. Vậy thì chúng ta lại quan sát tiếp một cái ví dụ mà thầy lặp lại cái ví dụ giống như ở mệnh đề 2. Đó là lim của 1 chia 1 trừ x cộng cho 1 chia cho 1 trừ x lũy thừa 3. Nhưng bây giờ thầy thay đổi một chút ở cái lim khi x tiến đến và vừa rồi là 1 trừ. Bây giờ thì thầy cho x tiến đến bên tay phải của số 1. Vậy thì khi x tiến đến về bên phải của số 1 tức là x lớn hơn 1. X lớn hơn 1 do vậy mà 1 trừ x của chúng ta là số âm. Vậy thì 1 trừ x sẽ tiến về bên tay trái của số 0. Do vậy 1 chia 1 trừ x sẽ tiến về trừ vô cực. Và một cách tương tự như vậy, x lớn hơn 1 do vậy mà 1 trừ x lũy thừa 3 là số âm và tiến về 0. Do vậy 1 chia 1 trừ x lũy thừa 3 tiến về trừ vô cực, dấu cộng. Áp dụng mệnh đề số 3, ta có trừ vô cực cộng cho trừ vô cực là bằng trừ vô cực, không phải là dạng vô định. Rồi bây giờ thì nếu ta thay dấu cộng thành dấu trừ, vậy thì ở đây phải là dấu trừ. Thế thì ta có kết luận được gì không? Trừ vô cực trừ cho trừ vô cực, nó có ra là trừ vô cực hay không? Hoặc là trừ vô cực trừ cho trừ vô cực nó có ra được bằng không hay không? Thì tất cả những vấn đề thầy đặt ra với các em vừa rồi đều không
có kết luận được cụ thể gì cả. Và ở đây ta trả lời là dấu chấm hỏi, vẫn chưa biết được. Và ta biết rồi, trừ vô cực, trừ cho trừ vô cực, nó là cái dạng vô định của hàm số thôi. Rồi bây giờ thầy lại tiếp tục, thầy thay cái 1 trừ x lũy thừa 3 thành x lũy thừa 3 trừ 1. Vậy thì khi x tiến đến 1 cộng thì x lũy thừa 3 trừ 1 là số dương và tiến về 0. Một, do đó mà 1 chia cho x lũy thừa 3 trừ 1 sẽ tiến đến cộng vô cực. Và lúc này thì chúng ta hãy hình dung được trong đầu, trừ vô cực trừ cho cộng vô cực thì đương nhiên nó sẽ là trừ vô cực. Như vậy thì giới hạn của chúng ta ở đây là trừ vô cực. Vậy thì ta thay một chút chỗ này, dấu cộng ta thay thành dấu trừ, và trừ vô cực này ta thay nó là cộng vô cực. Vậy trừ vô cực trừ cho cộng vô cực cũng ra được là trừ vô cực. Và vậy thì cái mệnh đề 2 và mệnh đề 3 chúng ta thấy chúng ta có thể biến hóa, chúng ta có thể tự suy nghĩ ở trong đầu của mình và phải nhận định cho rõ đâu là dạng vô định và đâu không phải là dạng vô định. Chẳng hạn trừ vô cực trừ cho cộng vô cực thì nó là trừ vô cực. Ví dụ cộng vô cực trừ cho cộng vô cực thì rõ ràng không có kết luận được gì hết, và đó là dạng vô định của hàm số. Cho nên thầy mong mà chúng ta nắm cho vững cái dạng của giới hạn hàm số để phân biệt được khi nào nó rơi vào dạng vô định, khi nào thì không phải là dạng vô định. Mà đây là những cái loạt mệnh đề thầy giới thiệu cho các em đều là những cái dạng không phải là dạng vô định cả. Chúng ta sang tiếp đến mệnh đề thứ tư. Đó là thầy cho hàm số f của chúng ta tiến về cộng vô cực khi x tiến đến x0, và g của chúng ta là hàm số tiến về cộng vô cực khi x tiến về x0. Vậy thì chúng ta có kết luận nào đây? Fx nhân cho gx cũng tiến về cộng vô cực. Và một cách nhớ, thầy làm cho một cái sơ đồ, đó là nếu như cộng vô cực nhân cho cộng vô cực thì đây không phải là dạng vô định của hàm số mà nó là bằng cộng vô cực. Chú ý như vậy. Vậy thì chúng ta cũng dựa vào cái mệnh đề 4 này để mà chúng ta biến hóa đi một chút. Thay vì thầy cho f của chúng ta tiến đến cộng vô cực thì bây giờ thầy cho f tiến đến trừ vô cực chẳng hạn thế. Vậy thì ở đây f nhân g sẽ tiến về ai? Và chúng ta cứ tưởng tượng trong đầu như thế này thôi. Trừ vô cực nhân cộng vô cực, trừ nhân cộng và trừ. Vậy ở đây phải là trừ vô cực. Và sửa lại một chút về cách nhớ, thay cái cộng vô cực này thành trừ vô cực. Và chúng ta quan sát chỗ này nó dễ thấy hơn. Trừ vô cực nhân cho cộng vô cực thì đương nhiên không phải dạng vô định, nó sẽ ra được trừ vô cực. Rồi một cách tương tự như vậy, thầy thay cái cộng vô cực này thành trừ vô cực. Vậy thì trừ vô cực nhân cho trừ vô cực thì đương nhiên ở đây nó phải ra được cái gì? Cộng vô cực cho chúng ta. Vậy thì ở đây nếu ta thay cộng vô cực thành trừ vô cực thì trừ vô cực nhân cho trừ vô cực ra được cộng vô cực. Như vậy thì cái mệnh đề 4 này của chúng ta cũng thấy rằng chúng ta có thể biến hóa đi một chút ở những cái dạng không phải là vô định của hàm số. Chúng ta sang tiếp đến mệnh đề thứ 5. Đó là thầy cho hàm số f của chúng ta tiến về một cái hằng số c nào đó, c là hằng số. Và khi x tiến đến x0 và gx của chúng ta thì tiến về cộng vô cực cũng với x tiến về x0. Thế thì vấn đề đặt ra với các em là fx nhân cho gx sẽ tiến về đâu khi x tiến đến x0. Vậy thì nó phụ thuộc vào cái hằng số c này của chúng ta. Nếu c của chúng ta dương thì chúng ta cứ tưởng tượng trong đầu, một số dương nhân cho cộng vô cực thì đương nhiên ở đây phải là cộng vô cực.
và thầy cũng giới thiệu cho các em một cái sơ đồ để chúng ta dễ nhớ. Vậy thì C nhân cho cộng vô cực nó sẽ phụ thuộc vào cái C của chúng ta. Nếu C của chúng ta mà dương thì nó sẽ ra được cho chúng ta là gì? Một số dương nhân cộng vô cực là cộng vô cực. Những cái giới hạn. Bây giờ tiếp tục, nếu chẳng may C của chúng ta âm thì sao? Thì âm mà nhân cho cộng vô cực thì đương nhiên nó sẽ tiến đến cộng vô cực giống nhân. Vậy thì ở đây thầy sửa lại chỗ này. Nếu C của chúng ta là hằng số âm thì chúng ta nhìn vào cái sơ đồ này rõ hơn. Số âm nhân cho cộng vô cực thì đương nhiên ở đây phải ra được là cộng vô cực, chứ không phải là dạng vô định, nó ra được là trừ vô cực ngay. Đấy. Bây giờ nếu mà thầy thay thay vì Gx tiến đến cộng vô cực thì bây giờ thầy thay chẳng hạn tiến đến trừ vô cực, thì chúng ta cũng thể tưởng tượng được trong đầu thôi. C âm và G thì tiến đến trừ vô cực. Vậy thì số âm nhân trừ vô cực thì đương nhiên ở đây phải là cộng vô cực. Vậy thì thầy sửa lại đây cho chúng ta dễ thấy. C âm ở đây thay vì cộng vô cực thì bây giờ thầy thay là trừ vô cực. Đây, âm, số âm nhân cho trừ vô cực thì đương nhiên ở đây phải là gì rồi? Cộng vô cực. Đấy. Rồi bây giờ thầy thay lại, ví dụ như C bây giờ thầy cho là số dương. Bây giờ C ở đây thầy cho dương. Thì ở đây dương nhân cho trừ vô cực là gì? Ở đây phải là trừ vô cực không? À, vậy thì ta lại thấy ở đây, nếu mà ở đây dương, thì số dương nhân cho trừ vô cực thì đương nhiên nó cũng phải ra được là trừ vô cực. Và với cái quan điểm của cái mệnh đề 5 này thì chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn có thể biến hóa một chút. Nó không phải là dạng vô định và tùy theo từng trường hợp để mà chúng ta xét cái hằng số C đó âm dương, và ta tùy theo ta xét cái Gx đó tiến đến cộng hay trừ vô cực để ta kết luận được cái giới hạn F nhân G nó như thế nào. Thế bây giờ chúng ta xem tiếp, quan sát tiếp cái mệnh đề số 6. Bây giờ thầy cho hàm số F của chúng ta tiến về cộng hoặc trừ vô cực khi tiến về x0. Thì khi đó chúng ta có được kết luận sau đây. 1 chia fx không phải là dạng vô định mà nó sẽ tiến về 0 khi x tiến về x0. Và để cho dễ thuộc, thầy có cái sơ đồ như sau. Vậy thì 1 chia cho cộng hoặc trừ vô cực nó sẽ bằng 0. Cái mệnh đề 6 này thì đơn giản, nó không có phức tạp. Cho nên thì thầy cũng không có nói thêm được cái gì nhiều, thầy cũng không cho ví dụ nhiều cho các em. Thế bây giờ qua đến ví dụ số 7, cái mệnh đề số 7. Thế bây giờ thầy cho hàm số F nhỏ hơn Gx trong cái lân cận, chỉ cần trong cái lân cận của x0 đủ rồi. Vậy thì nếu mà Fx của chúng ta mà tiến về cộng vô cực thì vấn đề đặt khi x tiến đến x0 thì vấn đề đặt ra của chúng ta là vậy thì Gx của chúng ta nó tiến về đâu khi x tiến đến x0? Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng Gx của chúng ta nó lớn hơn Fx. Mà Fx của chúng ta thì nó tiến ra cộng vô cực khi x tiến đến x0. Thì đương nhiên cái Gx này cũng phải tiến về cộng vô cực khi x tiến đến x0. Phải ha? Vậy thì vấn đề đặt ra, nếu như Fx của chúng ta tiến về trừ vô cực thì Gx này của chúng ta tiến về đâu khi x tiến đến x0? Và rõ ràng Gx mà lớn hơn một số trừ vô cực thì cái Gx này không có kết luận được gì khi x tiến đến x0 cả. Thầy ký hiệu đây là dấu chấm hỏi. Một cách tương tự như vậy, nếu như Gx tiến đến trừ vô cực khi x tiến về x0 thì Fx còn nhỏ hơn cả Gx nữa thì đương nhiên Fx của chúng ta cũng tiến về trừ vô cực khi x tiến đến x0. Vậy thì Gx tiến đến cộng vô cực thì sao? Cũng vậy, F bé hơn cộng vô cực thì F không thể kết luận được gì khi x tiến đến x0 cả. Thế thì bài học hôm nay của chúng ta ở đây là thầy trình bày cho các em được 7 cái mệnh đề để chúng ta hình dung được rằng là có 7 cái mệnh đề đó là trình bày các cái dạng không phải là dạng vô định của hàm số. Để chúng ta thấy được nhiều khi chúng ta phân vân. Và trong mỗi một cái mệnh đề như vậy tùy theo tình hình mà chúng ta linh hoạt. Thế bây giờ thì thầy chào các em, hẹn gặp lại các em.